người dân ở các khu phố Chilagayon, Chana Kiapuri và Quita Colony phụ thuộc hoàn toàn vào các xe chở nước để có nước uống. Một số người cho biết vấn đề càng trầm trọng hơn khi các xe bồn đến không thường xuyên và không phải lúc nào cũng chứa đầy nước. Có những người sau nhiều giờ xếp hàng chờ đợi mà không lấy được chút nước nào. Do nắng nóng, nhu cầu về nước tăng lên, trong khi đó mực nước sông Yamuna lại giảm đi. Tất cả các nhà máy xử lý nước đang bị ảnh hưởng do mực nước thấp ở đập Wazirabad trên sông Yamuna. Thành phố đã khô cạn. Truyền thông địa phương trích dẫn dữ liệu của chính phủ Ấn Độ cho biết, nước này đã có gần 25.000 trường hợp nghi ngờ bị đột quỵ do nắng nóng và 56 người thiệt mạng sau đợt sóng nhiệt kéo dài từ tháng 3 đến nay trên khắp nước này. Tháng 5 là một tháng đặc biệt tồi tệ đối với nhiều khu vực trên đất nước, với nhiệt độ ở thủ đô New Delhi và bang Rajasthan láng giềng có lúc lên tới hơn 50 độ C.